Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Tỉnh Đồng Nai cam kết bố trí nguồn vốn làm đường vành đai 3. Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai, kỳ họp chuyên đề nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào ngày 15 tháng 4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thông qua 13 nghị quyết quan trọng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó có nghị quyết liên quan đến đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết về thống nhất chủ trương đầu tư và cam kết bảo đảm cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Cùng với đó, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch tập trung khẩn trương thực hiện việc tuyên truyền, khảo sát, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo hướng thực hiện công tác bồi thường một lần cho toàn dự án theo quy mô giai đoạn hoàn thiện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ bàn giao mặt bằng, đồng thời chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và Hội đồng Nhân dân tỉnh về thời gian, tiến độ thực hiện dự án nêu tại tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh là dự án quan trọng quốc gia nhằm tạo tuyến đường vành đai liên vùng kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, kết nối sân bay Long Thành. Tuyến đường có chiều dài hơn 76 km, điểm đầu giao cắt với cao tốc Bến Lức - Long Thành tại KM38 thuộc huyện Nhân Trạch, Đồng Nai, sau đó chạy bao quanh thành phố Hồ Chí Minh. Điểm cuối cũng giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành, đoạn thuộc huyện Bến Lức - Long Thành. Dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh có quy mô 4 làn xe, cao tốc hạn chế, tốc độ thiết kế 80 km/h, tổng vốn đầu tư là 75.378 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2027. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.